Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn nhập phí TSC phục vụ nhập khẩu. Đối với trường hợp nhập hóa đơn chi phí nhập khẩu hàng hóa được quy định là tính vào giá trị tính thuế nhập khẩu, như là phí TSC, các bạn thực hiện như sau. Các bạn lựa chọn phân hệ chi phí tổng hợp, chọn nhập chi phí tổng hợp và tiến hành nhập hóa đơn chi phí như sau. Chọn tháng, ngày chứng từ, ngày ghi sổ, ghi số chứng từ và ghi diễn giải, ví dụ phí TSC. Các bạn chọn tài khoản 3311 công nợ phải trả, mã khách hàng các bạn enter để chọn. Lưu ý mã khách hàng ở đây được theo dõi bằng ngoại tệ. Sau khi chọn mã khách hàng, các bạn nhập lượng ngoại tệ được ghi trên tờ khai nhập khẩu của phí TSC. Đơn giá, các bạn nhập tỷ giá trên tờ khai nhập khẩu và nhập số tiền qua bên N. Sau khi enter để ghi phát sinh, sẽ xuất hiện bảng thanh toán công N. Các bạn chọn trở về. Và sau đây bạn thực hiện đánh giá chênh lệch tỷ giá. Nếu lỗ tỷ giá, các bạn nhập vào tài khoản 635. Nếu lãi thì các bạn đưa vào tài khoản 515. Ở đây ví dụ lỗ, tôi chọn tài khoản 6352. Sau khi tính toán chênh lệch tỷ giá trên tờ khai và tỷ giá thanh toán, tôi ghi số tiền vào bên N và enter để ghi phát sinh. Hạch toán thuế giá trị gia tăng, các bạn chọn tài khoản 133111, ghi thuế suất và khai thông tin hóa đơn. Mã khách hàng các bạn enter để chọn. Nhập ký hiệu hóa đơn và bấm ghi. Các bạn chọn tài khoản thanh toán, ví dụ thanh toán bằng tiền mặt. Cuối cùng các bạn đấm 4 nút ghi để hoàn tất quá trình nhập liệu hóa đơn chi phí phục vụ nhập khẩu.